Đây là trái bóng động lực và chúng ta đã rất quen thuộc khi thi đấu ở những cấp độ giải vô địch quốc gia Việt Nam. Trong hiệp đấu đầu tiên thì U22 Việt Nam trong trang phục quen thuộc màu đỏ sẽ bảo vệ cầu môn phía tay trái, hướng theo dõi của quý vị và các bạn. Đây là Vũ Tiến Long. Thành tích đối đầu của đội tuyển U22 Lào cũng như là các cấp độ đội tuyển trước đây của Lào và Việt Nam tại các kỳ SEA Games là một trong những kết quả rất đáng quên của bóng đá Lào. Cụ thể là trong 9 lần đối đầu trước đây trong tại các kỳ SEA Games thì bóng đá Lào toàn thua trước Việt Nam. Vừa rồi là một tình huống thoát xuống của Roman Agut, một trong 3 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài của U22 Lào. Roman Agut đang chơi cho câu lạc bộ Bitenger của giải hạng 4 Đức. Huấn luyện viên Michel Vai đã gọi về 3 cầu thủ đang chơi bóng tại nước ngoài trong đội hình của U22 Lào, và chắc chắn đó sẽ là những cái tên mà đội tuyển của chúng ta sẽ phải rất quan tâm trong trận đấu ngày hôm nay. Có lẽ trong lịch sử đối đầu giữa hai đội thì chưa bao giờ đội tuyển Lào lại tỏ ra tự tin như ở giải đấu năm nay. Cũng có lý do khi rõ ràng là ở thời gian gần đây bóng đá Lào cũng đã có những sự tiến bộ rất nhiều, đặc biệt là ở các cấp độ đội trẻ. Đánh đầu khá nguy hiểm, tỷ số được mở cho các cầu thủ U22 Việt Nam ngay ở phút thứ hai thôi. Người ghi bàn đó là tiền đạo Nguyễn Văn Tùng. Một sự khởi đầu quá đẹp cho các cầu thủ Việt Nam. Rất nhiều người nghĩ chúng ta sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này thôi, nhưng không ai nghĩ rằng là chúng ta có một sự khởi đầu thuận lợi tới như vậy. Một tình huống đánh đầu trong một tư thế không phải dễ dàng. Nhưng Văn Tùng là cầu thủ có khả năng không chiến rất tốt với một chiều cao trên 1m80. Cự ly đánh đầu là rất khó tin, gần 16m, chính xác là đúng 16m50. Pha đánh đầu mà chúng ta thường thấy ở những ngoại binh ở V-League thôi. Nguyễn Văn Tùng đang là tiền đạo của câu lạc bộ Hà Nội. Trong màu áo của Hà Nội tại V-League hôm nay thì Văn Tùng cũng đã được góp mặt, nhưng anh đương nhiên không phải là quân bài chủ lực. Johnny cũng là một những cầu thủ rất đáng chú ý trong đội hình của U22 Lào. Chantavay đã phạm lỗi khá nguy hiểm để ngăn cản một cú phản công của U22 Việt Nam. Bàn thắng của Văn Tùng là một cái bàn thắng mở tỷ số sớm nhất tại SEA Games lần này, ngay phút thứ 2. Trong trận đấu đầu tiên ở khu vực bảng B thì U22 Thái Lan đã dễ dàng đánh bại U22 Singapore với tỷ số 3-1. Ở khu vực bảng B này, đương nhiên những cái tên sáng giá nhất lọt vào vòng bán kết vẫn sẽ là U22 Việt Nam và U22 Thái Lan. Một giải đấu, một phép thử rất lớn dành cho huấn luyện viên người Đức, huấn luyện viên của U22 Lào, ông Michel Weiss.
nay thì huấn luyện viên Chu Xie vẫn sử dụng sơ đồ ba trung vệ, nhưng rõ ràng đây là một sơ đồ giàu sức tấn công của đội tuyển U22 Việt Nam. Như lời huấn luyện viên Chu Xie đã chia sẻ thì sơ đồ 3-4-3 sẽ đem lại tính cân bằng rất cao cho cầu thủ trẻ Việt Nam. Johnny. Cơ hội dứt điểm khá nguy hiểm, vẫn là Agot. Thể hình của Agot là rất ấn tượng. Đánh đâu, câu trả lời của U22 Lào. Bóng vừa rồi cho thấy đây không phải là một trận đấu dễ dàng của chúng ta. Cho dù Văn Tùng đã có bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm, đây chính là huấn luyện viên của U22 Lào, huấn luyện viên Đức, ông Vincent Vai. Thái Sơn, mặt sân Green có thể nói là khá xấu. Tại bộ môn bóng đá nam ở SEA Games năm nay thì giải đấu sẽ được tổ chức trên hai mặt sân. Ở bảng A sẽ là sân Olympic Quốc gia và ở bảng B sẽ là sân vận động Green, sân nhà của câu lạc bộ Visakha. Rõ ràng là mặt sân Green để so với mặt sân Olympic Phnom Penh thực sự là chênh nhau khá nhiều. Ở khu vực bảng B, nơi có sự góp mặt của U22 Việt Nam, còn có những đội bóng như là Thái Lan, Malaysia, Lào và Singapore. Ở trận đấu này thì U22 Malaysia sẽ không thi đấu và họ sẽ bắt đầu chiến dịch SEA Games của mình ở vòng thi đấu thứ hai. Và đối thủ của U22 Malaysia sẽ là U22 Lào. Thời tiết lúc này tại Campuchia là khá nóng, vào khoảng 35 độ C. Và được thi đấu ở khung giờ 19 giờ cũng làm điều rất lý tưởng đối với các đội bóng. Ở khu vực vòng bảng thì đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta có một điều kiện thi đấu rất thuận lợi, thì có tới 3 trận đấu sẽ được thi đấu ở khung giờ 19 giờ. Và chỉ một trận duy nhất chúng ta thi đấu ở khung giờ 16 giờ, đó là vòng thi đấu thứ hai gặp các cầu thủ U22 Singapore. Vũ Tiến Long, đường truyền quá mạnh của Tiến Long. Tiến Long đang chơi ở vị trí trung vệ lệch phải trong sơ đồ 3-4-3 của huấn luyện Chu Xie. Điểm mạnh của Tiến Long chính là khả năng phán đoán cũng như là khả năng tranh chấp tay đôi. Thể hình của Tiến Long không quá to cao nhưng khả năng tranh chấp tay đôi của anh là rất ấn tượng. Và Tiến Long cũng đã góp mặt khá nhiều trận đấu trong màu áo của câu lạc bộ Hà Nội tại V-League năm nay. Một sự tiến bộ vượt bậc của Tiến Long. Nó có lẽ rất tự tin. Không được. Văn Tùng, rất may là Văn Tùng đã kịp phục vụ chấn thương để giữ SEA Games năm nay. Văn Tùng đã không có tên ở giải đấu giao hữu Doha vì anh đã gặp chấn thương trước đó, và những biết ở giải đấu đó thì chúng ta đã thi đấu khó khăn như thế nào. Ở giải đấu tại Doha Cup, Doha Việt Nam không có được bàn thắng nào cả. Trả góc cho U22 Việt Nam. Và xử lý của Lê Văn Bồ.
4 cầu thủ đã từng đá chính trong trận chung kết của SEA Games 31. Đó là những cái tên như là Vũ Tiến Long, Phan Tuấn Tài, Lê Văn Đô và tiền đạo Văn Tùng, người đã mở tỷ số trong trận đấu ngày hôm nay. Gần nhất mà đội tuyển U22 Việt Nam đã đối đầu với đội tuyển U22 nào thì đó còn là đội tuyển U23, đó là tại SEA Games 30. Rất nguy hiểm. Vô lê. Bóng còn không được. Đó là dứt điểm của Thanh Nhàn. Vượt vào lưới dài nhất mùa giải trước. Điểm mạnh của Thanh Nhàn chính là tốc độ và kỹ thuật. Gần đây thì bóng đá Lào cũng đã đầu tư rất nhiều, đặc biệt là cho khâu đào tạo trẻ. Liên đoàn bóng đá này đã quyết định bắt tay về huấn luyện viên Michel Vai bắt đầu kể từ tháng 1 năm 2022, và ông nhận lời dẫn dắt các cấp đội tuyển của bóng đá Lào, thực hiện vai trò như một giám đốc kỹ thuật. Ông cũng không phải là một tên tuổi quá xa lạ với bóng đá Việt Nam, khi đã từng dẫn dắt đội tuyển Philippines đánh bại đội tuyển Việt Nam do huấn luyện viên Phan Thanh Hùng dẫn dắt ở kỳ AFF Cup năm 2012. Đây là Thanh Nhàn. Tiến Lồng. Lê Văn Đồ. Ba trung vệ của U22 Việt Nam ngày hôm nay đó là Phan Tuấn Tài, Dương Duy Cường và Vũ Tiến Long. Những người đều có khả năng kiểm soát bóng tốt, và cả ba đều là những cầu thủ đã thi đấu khá nhiều trận đấu ở V-League, đặc biệt là Lương Duy Cường, một trụ cột của câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Xuất phát của U22 Lào ngày hôm nay có rất nhiều những cầu thủ nằm trong biên chế của câu lạc bộ Erza. Đây là bóng đang xếp thứ 3 tại giải vô địch quốc gia Lào. Và đó là đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ nhất của Lào. Thôi, không được. Được phá không thành công của Văn Cường. Văn Cường hôm nay chơi ở vị trí hàng cánh phải của U22 Việt Nam. Hôm nay thì Hồ Văn Cường đã có 5 trận đấu đá chính thức tại V-League. Một vị trí mà huấn luyện viên Huy Hoàng rất ưa thích. Tiến Long. Sau khi có bàn thắng của Văn Tùng, thế trận có vẻ như cũng đã được chút cân bằng hơn cho các thủ Lào. Sẽ có một tình đá phạt cho U22 Việt Nam. Thì phải nhớ đó là thủ môn Trần Thái Sơn.
tượng. Còn ô rất nguy hiểm, quả bóng rất đẹp, người sút cũng hay và người bắt cũng tuyệt vời, và bay người xuất sắc của thủ thành Solasak Thilavong. Lực đi tốt và điểm đến của trái bóng cũng cực kỳ ấn tượng. Bóng đi thẳng vào góc chữ A. Hơi tiếc một chút cho Levando với pha đá phạt trực tiếp vừa rồi. Phải dành những tràng pháo tay rất lớn cho thủ thành Thilavong. Bóng gọn gàng của Thilavong. Trong bàn thua của đội tuyển U22 Lào, có lẽ ngay cả bản thân của thủ thành Solasak Thilavong cũng không nghĩ rằng Văn Tùng có thể đánh đầu được tốt như vậy ở một tư thế cũng như là cự ly quá khó. Lý Tiến Long trình vòng bảng của U2 Việt Nam tại SEA Games năm nay là một hành trình tương đối thuận lợi. Chúng ta sẽ lần lượt gặp những đội bóng có thể nói là từ yếu cho tới mạnh. Và như đã nói, đặc biệt hơn chúng ta chỉ phải thi đấu một trận đấu duy nhất ở khung giờ 16 giờ. Một khung giờ rất khắc nghiệt tại Campuchia. Thời tiết ở thời điểm đó là rất nắng nóng. Đập nhả tốt của cao thủ Lào Thái Sơn. Trong đội hình xuất phát của U22 Việt Nam ngày nay, những cái tên như là Minh Trọng, Thái Sơn và Đức Phú phần nào đó tương đối xa lạ với những pha bộ của Việt Nam. Nhưng với huấn luyện viên Chu Jie, đây cũng là những học trò hết sức thân thuộc khi ông còn dẫn dắt đội tuyển U19 Việt Nam trước đây. Thậm chí Thái Sơn đã từng được huấn luyện viên Chu Jie trao cho tấm bằng đội trưởng của đội tuyển U19 Việt Nam khi mà ông dẫn dắt đội bóng này cách đây 3 năm. Chơi bóng của U22 Lào cũng là có thể nhìn thấy sự tiến bộ rõ rệt của họ. Trước đây những trận đấu giữa Việt Nam và Lào có thể nói rằng rất khó để cho đội bạn có thể lên bóng. Lúc này cho dù bị dẫn bàn từ rất sớm nhưng rõ ràng là U22 Lào không hề nao núng, họ cũng tổ chức được những đợt tấn công rất mạnh mẽ. Roman Agot, một phong cách chơi bóng rất tây của Agot. Si Chau Phan sang Vilay, Chantha Visay và Johnny cùng với Damot là những cầu thủ thuộc biên chế của câu lạc bộ Eza. Hiện nói Eza chính là câu lạc bộ đã xếp thứ 3 tại giải vô địch quốc gia của Lào, với những câu lạc bộ có độ tuổi trung bình trẻ nhất. Và không khó hiểu thì huấn luyện viên Nelson Weiss đã triệu tập rất nhiều những cầu thủ của câu lạc bộ này vào đội tuyển U22 Lào tham dự SEA Games năm nay.
theo bàn thua của đội tuyển U22 Lào. Có lẽ ngay cả bản thân của thủ thành Surasat Thillavong cũng không nghĩ rằng Văn Tùng có thể đánh đầu được tốt như vậy ở một tư thế cũng như là cự ly quá khó. Lý Tiến Đồng trình vòng bảng của U22 Việt Nam tại SEA Games năm nay là một hành trình tương đối thuận lợi. Chúng ta sẽ lần lượt gặp những đội bóng có thể nói là từ yếu cho tới mạnh. Và như đã nói, đặc biệt hơn chúng ta chỉ phải thi đấu một trận đấu duy nhất ở khung giờ 16 giờ. Một khung giờ rất khắc nghiệt tại Campuchia. Thời tiết ở thời điểm đó là rất nắng nóng. Đập nhả tốt của cao thủ Lào Thái Sơn. Trong đội hình xuất phát của U22 Việt Nam ngày nay, những cái tên như là Minh Trọng, Thái Sơn và Đức Phú phần nào đó tương đối xa lạ với những pha bộ của Việt Nam. Nhưng với huấn luyện viên Chu Jie, đây cũng là những người học trò hết sức thân thuộc khi ông còn dẫn dắt đội tuyển U19 Việt Nam trước đây. Thậm chí Thái Sơn đã từng được huấn luyện viên Chu Jie trao cho tấm bằng đội trưởng của đội tuyển U19 Việt Nam khi mà ông dẫn dắt đội bóng này cách đây 3 năm. Chơi bóng của U22 Lào cũng là có thể nhìn thấy sự tiến bộ rõ rệt của họ. Trước đây những trận đấu giữa Việt Nam và Lào có thể nói rằng rất khó để cho đội bạn có thể lên bóng. Lúc này cho dù bị dẫn bàn từ rất sớm nhưng rõ ràng là U22 Lào không hề nao núng, họ cũng tổ chức được những đợt tấn công rất mạnh mẽ. Roman Agot, một phong cách chơi bóng rất tây của Agot. Si Chau Phan sang Vilay, Chantha Visay và Johnny cùng với Damot là những cầu thủ thuộc biên chế của câu lạc bộ Eza. Hiện nói Eza chính là câu lạc bộ đã xếp thứ 3 tại giải vô địch quốc gia của Lào, với những câu lạc bộ có độ tuổi trung bình trẻ nhất. Và không khó hiểu thì huấn luyện viên Michel Weiss đã triệu tập rất nhiều những cầu thủ của câu lạc bộ này vào đội tuyển U22 Lào tham dự SEA Games năm nay. Thì nhịp độ trận đấu có vẻ như đã chậm hơn. Rất khỏe. Một pha xử lý tương đối đúng tính trước đó của Nguyễn Thanh Nhàn. Johnny cũng rất nhanh. Cái này thì Johnny cũng đã có 3 bàn thắng tại giải vô địch quốc gia Lào. Văn Tùng, và cả người rất hay của Văn Tùng, lỗi rồi. Sẽ có thẻ vàng đầu tiên của trận đấu này. Lấy bóng rất khôn ngoan của Nguyễn Văn Tùng. Người phải nhận thẻ đó chính là Sanaya.
một trong ba cầu thủ được huấn luyện viên Michel Vay triệu tập khi đang chơi bóng ở nước ngoài. Tên đầy đủ của anh đó là Wobinasak Victor Sayanat. Anh đã chơi bóng tại câu lạc bộ Monaco tại giải Tư Pháp. Đây là tình huống chơi bóng không tốt của Hồ Văn Cường. Năm nay mới 20 tuổi, anh sinh năm 2003, nhưng đã thi đấu rất trưởng thành ở V-League năm nay. Văn Cường tại Sea đã cắt còi. Cao. Đây là một giải đấu không có VAR và các quyết định cuối cùng của trọng tài chính sẽ là những quyết định được đưa ra rất nhanh và đương nhiên sẽ không được quyền xem xét lại. Ngay cả đó là bàn thắng. Chính xác, Hồ Văn Cường. Goal! Chỉ cần một cái chạm thôi thì rất có thể sẽ là bàn thắng thứ hai cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Và cắt mặt rất nhanh của Nguyễn Văn Tùng. Và cùng xem lại pha bóng này. Tình huống tạt bóng sớm khá thông minh của Hồ Văn Cường. Nguyễn Văn Tùng đang chơi như một số 9 điển hình. Thái Sơn, Lê Văn Đô, rất khó, không thể có phạt đền cho pha bóng vừa rồi và can thiệp kịp thời của trung vệ Sonaid của U22 Lào. Sơn. Lúc này thì thành tích tốt nhất của bóng đá Lào tại 11 lần tham dự các kỳ SEA Games đó là vị trí thứ tư ở SEA Games 25 giải đấu được tổ chức trên sân nhà. Nhưng rất đáng tiếc là trong
trận trong giải 3 thì họ để thua Singapore với tỷ số là 1-3. Và lúc này thì Lào chưa có bất kỳ một tấm huy chương nào tại bộ môn bóng đá nam SEA Games cả. Và như nói, những lần đối đầu với đội tuyển Việt Nam đều là những kỷ niệm rất buồn của bóng đá Lào. Sau 9 lần đối đầu tại SEA Games trước Việt Nam thì Lào toàn thua, đội tuyển lưới tới 37 bàn và chỉ ghi được 6 bàn. Tiếp tục là lỗi việt vị của tiền đạo Roman Agot. Đó là đội trưởng của U22 Việt Nam, đó là thủ môn Quan Văn Chuẩn. Cầm của Việt Nam đó là Thái Sơn và Đức Phú. Chơi với sơ đồ 3-4-3 nhưng huấn luyện viên Chu Jie vẫn tổ chức một đội hình có tính chắc chắn ở khu vực giữa sân với hai tiền vệ trung tâm. Tiền vệ cánh trái sẽ là Lê Văn Đô, tiền vệ cánh phải sẽ là Hồ Văn Cường. Agot đối đầu với Tiến Long, khá thoáng, rất nhịp nhàng. Và xử lý hay của Thanh Nhàn. Văn Tùng không có sự hỗ trợ. Rất hay của Nguyễn Văn Tùng. Đây là Thanh Nhàn theo bóng. Lực lượng của U22 Việt Nam trong vòng cấm của đối phương vừa rồi là khá mỏng. Xin Sơn Khoan, Clintel là một trong ba cầu thủ đang chơi ở nước ngoài trong đội hình của U22 Lào trong trận đấu ngày hôm nay. Anh chơi cho câu lạc bộ Oklahoma Maverick của Mỹ. Nhưng rõ ràng là chúng ta cũng không có quá nhiều những thông tin vì những câu lạc bộ của các cầu thủ này đều là những câu lạc bộ ở hạng dưới, thậm chí là ở hạng khá thấp. Những đội bóng ở câu lạc bộ hạng 3 và hạng 4. Đây là Thái Sơn. Thái Sơn được biết đến như là một cầu thủ có khả năng tranh chấp bóng rất mạnh mẽ, cho dù thể hình của anh cũng không thực sự quá ấn tượng. Lối chơi của Thái Sơn là một lối chơi rất nhiệt huyết. Trong đội hình của U22 Việt Nam dự SEA Games năm nay có tới 7 gương mặt đã từng giành tấm huy chương vàng bộ môn bóng đá nam ở kỳ đại hội trước, gồm có thủ thành Quan Văn Chuẩn,
các hậu vệ tiến long nhưng duy cường pha tống tài đội tiền vệ hình công đến như đang đôi và tiền đạo nguyễn văn tùng. Hôm nay thì có 4 cái tên xuất phát trong đội chính thức. Đã từng đá chính tại trận chung kết gặp đội tuyển U23 Thái Lan ở kỳ SEA Games 31. Ngay cả khi thi đấu ở khung giờ 19 giờ thì các trận đấu vẫn sẽ có loạt cooling break. Thời tiết tại Campuchia lúc này là rất nóng. Có thể thấy hôm nay khán giả có mặt trên sân vận động Green là rất đông. Và đương nhiên rồi, sẽ có rất đông những khán giả của cả đội tuyển Việt Nam cũng như là U22 Lào. Về mặt địa lý thì rõ ràng việc thi đấu ở Campuchia cũng là rất thuận lợi cho những cổ động viên của Việt Nam cũng như là Lào để có thể góp mặt tại giải đấu năm nay. Trước khi SEA Games này diễn ra thì mặt cỏ của sân Green đã được cải tạo. Trước đây mặt cỏ của sân là mặt cỏ lá gừng, nhưng ở thời điểm hiện tại mặt cỏ sân Green là mặt cỏ Joycia của Nhật Bản, một những loại cỏ lá kim. Đây là Thanh Nhân rất thoáng với việc cánh trái Mevado. Mevado không được. Mevado, Văn Tùng và Thanh Nhàn là ba tiền đạo của U22 Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay. Mevado đang chơi khá tốt trong màu áo của câu lạc bộ Công an Hà Nội tại V-League năm 2023. Lúc này thì anh cũng đã có 2 bàn thắng tại V-League năm nay trong màu áo của Tân Binh Công an Hà Nội. Khoảng 34 phút thì rõ ràng đây không phải là một trận đấu dễ dàng cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Hồ Văn Cường, pha băng lên của Hồ Văn Cường không được. Vẫn là những người chơi cuối cùng. Bolê rất hay, pha bắt bolê nhanh của Nguyễn Thanh Nhàn, một pha bóng tương đối hiện đại của số 1 bên phía U22 Việt Nam. Đỡ ngực sau đó xoay người bắt bolê ngay. Hãy xem lại pha bóng này. Trước đó là pha đưa bóng vào không thực sự tốt của Hồ Văn Cường, nhưng pha xử lý sau đó của Thanh Nhàn là tương đối ấn tượng. Rất nhiều trong thời gian gần đây là điều mà chúng ta cần phải khẳng định. Vũ Tiến Long
thua đậm nhất của đội tuyển Lào khi đối đầu với Việt Nam tại SEA Games. Đó là trận thua 0-9 ở SEA Games 20 năm 1999. Khi đó thì bộ môn bóng đá nam tại SEA Games chưa hạn chế độ tuổi. Và một trong những trận thua đậm thứ hai đó là trận thua với tỷ số là 2-8 tại SEA Games 23. Bộ môn bóng đá nam tại SEA Games bắt đầu hạn chế độ tuổi vào năm 2001. Đó là kỳ SEA Games 21. Trong đó thì Lào và Việt Nam không cùng chung bảng đấu. Khá đẹp mắt. Ôi! Bóng đá nằm ngoài trong tay của Quang Văn Chuẩn. Nhưng có thể thấy là những miếng đánh của U22 Lào cũng rất sắc nét. Xem lại pha bóng đánh nách trung lộ rất hay. Người có pha chuyền bóng rất đẹp đó chính là Klintel, một trong ba cầu thủ chơi ở nước ngoài của U23 Lào xuất hiện trong đường xuất phát. Levando đường chuyền hơi lỡ nhịp. Thái Sơn. Phát bóng, Văn Tùng, vẫn là Văn Tùng, chưa thể dứt điểm, không được rồi. Hiệp một diễn ra với tốc độ tương đối cao, vẫn với những tình huống ăn miếng trả miếng của cả hai bên. Pha xử lý rất hay của Kipleau. Cody, vẫn là Johnny. Johnny cầm bóng rất tự tin. Hai. Đội tuyển U22 Lào đang gây ra rất nhiều những sự lúng túng với hàng thủ của U22 Việt Nam. Đó cực kỳ vất vả. Nhàn sút xa. Nhàn có khả năng sút tốt bằng cả hai chân. Lê Bắt Đầu. Bắt Đầu phá của Lê Bắt Đầu. Ngang công thành của thủ môn Villabong. Văn Tùng đã không thể kịp tiếp cận. Lê Bắt Đầu, Thanh Nhàn, những cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo trẻ PVF đều có khả năng dứt điểm tốt bằng cả hai chân. Rồi là dấu ấn đậm nét nhất của Levando trong hiệp đấu đầu tiên này. Rất đông những cổ động viên của Việt Nam đang có mặt trên khán đài của sân Green cổ vũ cho chúng ta. Một nguồn động viên rất lớn, có thể thấy là trên khán đài rất nhiều sắc đỏ. Levando. Chuẩn bị cho U22 Việt Nam thì huấn luyện viên Jie đã rất tích cực luyện cho các cầu thủ trẻ chúng ta cách di chuyển chuyền bóng ở những cự ly ngắn và trung bình. Nhưng ngày hôm nay có thể thấy là mặt sân Green không phù hợp với những chơi đó, mặt sân tương đối xấu và cỏ thì tương đối dày.
nhưng chúng ta cũng sẽ phải tìm cách khắc phục thôi. Nghĩa nói tất cả các trận đấu bảng B sẽ đều diễn ra ở đây. SEA Games năm nay sẽ có 3 sân đấu tổ chức các trận đấu tại SEA Games năm nay, và tất cả các sân đấu đều ở thủ đô Phnom Penh. Bắt đầu các trận đấu ở vòng bán kết thì sẽ được diễn ra trên sân vận động Morodok Techo, cũng là một sân quốc gia của Campuchia. Một trận đấu có sức chứa rất lớn với 60.000 chỗ ngồi. Hay của Hồ Văn Cường. Thái Nhàn. Không tốt của Hồ Văn Cường. Roman Agot. Không phải, đây là Clint Hell. Tương đối chững chạc của các cầu thủ U22 nào. Sang Vi này. Tình huống mà Johnny đã biệt vị. Những cầu thủ được đánh giá là khéo léo nhất trong đội hình của U22 nào. Vice, một những người đem lại cảm hứng cho bóng đá Lào trong những năm gần đây, một sự phát triển rất nhanh. Mới từ năm 2022 thôi, chính xác là tháng 1 năm 2022, hơn một năm. Roman Agut, phải chân rất dài qua Agut, rất khỏe. Thái Sơn. Và một trận rất hay vừa rồi là của Si Phong Phan. Si Phong Phan. Johnny. Không tới được chân của Glenn Tell. Có 2 phút bây giờ. Mà nói thì những diễn biến trong hiệp 1, đội tuyển của chúng ta không chơi lấn lướt so với U22 Lào. Levado. Thái Sơn. Trước chúng ta có thể thấy là các cầu thủ trẻ chúng ta đã dựa khá nhiều vào những cầu thủ được coi là hơn tuổi. Như là trước thì đó là Hoàng Đức, Hùng Dũng và Tiến Minh, các cầu thủ đóng góp quá lớn trong lối chơi của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Nguyễn Thái Sơn. Thời tiết hiện tại ở
thủ đô Phnom Penh Campuchia rất khó để có thể đẩy cao tốc độ trận đấu một cách xuyên suốt. Thể lực là một yếu tố cực kỳ quan trọng của bóng đá hiện tại, và có thể thấy là trong thời gian gần đây thì các cấp đội tuyển của bóng đá Lào cũng đã cải thiện rất đáng kể về trình độ chuyên môn cũng như là khả năng về thể trạng và thể lực. Lỗi của Roman Agut. Đến đây tiếng còi kết thúc hiệp thi đầu tiên của trọng tài Kim Osaya. U22 rất chất lượng, một đầu tư tốt dưới thời huấn luyện viên Michel Weiss. Như vậy là hiệp 2 bắt đầu. Trong hiệp 2 thì U22 Lào trong trang phục màu trắng đen sẽ bảo vệ cầu môn phía tay trái hướng theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau trông chờ một hiệp 2 hấp dẫn hơn. Người vừa phạm lỗi đó là cầu thủ Minh Trọng, cầu thủ duy nhất đang chơi ở giải hạng nhì. Tất cả các cầu thủ góp mặt trong đội hình của U22 Việt Nam tại SEA Games năm nay hầu hết đều đến từ giải hạng nhất và V-League. Hiện nói thì chỉ duy nhất Minh Trọng đang chơi cho câu lạc bộ chủ quản Đồng Tháp tại giải hạng nhì quốc gia. Minh Trọng là một chàng trai miền Tây. Anh là người gốc Cần Thơ và đã đến với bóng đá từ rất muộn. Cụ thể là năm 16 tuổi thì Minh Trọng mới bắt đầu làm quen với bóng đá. Nguyễn Việt Vị. Cá băng già của thủ thành Sô La Sắc. Cầu thủ Việt Vị bên phía Việt Nam đó là Đức Phú. Đức Phú là một trong hai tiền vệ trung tâm của U22 Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay, cùng với Vũ Thái Sơn. Gì đã diễn ra trong hiệp 1, chúng ta có thể thấy là các cầu thủ Lào đã cải thiện rất nhiều về thể trạng, thể chất, đặc biệt là nền tảng thể lực của họ cũng rất ấn tượng. Và đập nhả rất hay. Damos dứt điểm. Và cái điểm không trúng đích của Damos. Damos là một trong hai cầu thủ gốc Việt trong danh sách của U22 Lào. Khi anh có ông bà là người gốc Quảng Bình, thì Damos sinh ra và lớn lên tại Lào. Đây là cầu thủ sinh năm 2004 và được coi là một những trụ cột của U22 Lào tại SEA Games năm nay. Damos cũng là một những cầu thủ thuộc quân số của câu lạc bộ ETA. Eza là lò đào tạo trẻ được coi là ấn tượng nhất của Lào trong những năm gần đây. Và trong danh sách của đội tuyển U22 Lào tại SEA Games này có tới 10 cầu thủ xuất hiện trong đội hình của Eza. Một đội bóng có độ tuổi trung bình thấp nhất tại giải vô địch quốc gia Lào. Nhưng lúc này thì Eza đang xếp ở vị trí thứ 3, điều đó cho thấy là những cầu thủ trẻ của họ cũng cực kỳ chất lượng. Và bóng rất tự tin. Pha bóng tốt của Chantha Visay. Không tới được vị trí của Agut. Bây giờ là tình huống đột phá và chuyền bóng của Johnny, một những cầu thủ để lại nhiều dấu ấn trong hiệp 1 của U22 Lào. Nghĩa nói thì hiệp 1 diễn ra với một thế trận tương đối cân bằng về mặt kiểm soát bóng, nhưng Việt Nam là đội bóng tạo ra được nhiều cơ hội hơn với những tình huống dứt điểm của Văn Tùng, Lê Văn Đô và pha bắt vô lê đẹp nhanh của Thanh Nhàn. Chúng ta có thể nhớ tới tình huống đá phạt trực tiếp xuất sắc của Lê Văn Đô. Những pha bóng đó thì thủ thành Sô La Sắc của U22 Lào còn hay hơn. Pha chuyền dài của Tuấn Tài. Cơ hội vẫn còn, không được rồi. Lê Văn Đô không thể tiếp cận được bóng ở tuyến 2. Vừa rồi là tình huống xâm nhập của Minh Trọng. Phan Tuấn Tài. Ngày hôm nay thì Minh Trọng và Hồ Văn Cường
chơi như hai wing back thực sự ở hai cánh. Một đội hình chắc chắn là hai cánh sẽ dâng rất cao. Phan Tuấn Tài. Bóng cho cầu thủ Lào. Cho đi. Không được. Tạt bóng. Chắc chắn là mũi đường tạt bóng sẽ hướng tới vị trí của Roman Agut. Tiếng tạt bóng vừa rồi của Sang Vilay là quá sâu. Có vẻ là trong hiệp thứ hai, đội tuyển U22 Việt Nam đã có sự thay đổi người khi trung vệ Trần Quang Thuận vào thay để cho Lương Duy Cương. Phải, nhưng Lương Duy Cương vẫn có mặt ở trên sân. Có vẻ như là người rời sân đó là Vũ Tiến Long. Chính xác là như vậy. Quang Thịnh đã vào sân để thay cho Vũ Tiến Long. Và Lương Duy Cường sẽ là người chơi ở vị trí trung vệ lệch phải. Phần nào đó thì huấn luyện viên Philippe Chuzier đã nhận ra rằng tiền đạo mục tiêu của U22 nào đó là Roman Agut có thể hình rất ấn tượng. Và được biết thì ông đã thay Tiến Long ra khỏi sân. So với Tiến Long thì Quang Thịnh có vẻ như có thể hình ấn tượng hơn. Hay vừa rồi là của Đức Phú. Cả hai tiền vệ trung tâm của chúng ta, Đức Phú và Thái Sơn, đều là những cầu thủ cực kỳ năng nổ và có khả năng tranh chấp tay đôi rất ấn tượng. Minh Trọng, Văn Tùng. Quang Thịnh. Quang Thịnh đang thuộc biên chế của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Bóng đang chơi ở V-League. Nhưng ở mùa giải này thì Quang Thịnh vẫn chưa có một phút nào chơi cho đội chủ quản tại giải vô địch quốc gia. Tuy nhiên trong đội hình của Công an Hà Nội vẫn có rất nhiều những cái tên chất lượng leo phòng ngự như là Bùi Tiến Dũng và những ngoại binh. Cánh tay của Thái Sơn đã đưa vào gáy của Roman Agut. Tập bóng rất tốt của Thái Sơn. Thái Sơn cần phải kiềm chế với những pha bóng như vừa rồi.
tình huống không có gì cả. Nhưng số 12 của Việt Nam đã có một pha bóng có vẻ như là mất bình tĩnh. Lên bóng cho các thủ U22 Việt Nam. Khánh Nhàn, Văn Tùng. Vẫn là Văn Tùng. Rất khó với một cự ly dứt điểm và đặc biệt là tư thế của anh. Tư thế như vừa rồi thực sự rất khó để tung ra một tình huống sút bóng căng. Và va chạm giữa Thái Sơn và Chathavisay. Chathavisay cũng là một tiền vệ trung tâm rất năng nổ trong đội hình của U22 Lào. Liên tiếp là những pha va chạm của Chathavisay và Nguyễn Thái Sơn. Của trọng tài chính Uceha đối với số 12 bên phía U22 Việt Nam. Bóng rất hay bên phía cánh trái. Đây là Johnny. Johnny đối đầu với Lương Duy Cương. Johnny. Johnny cũng đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Vũ Tiến Long. Vẫn còn so với Johnny thì thể hình của Lưu Duy Cường ấn tượng hơn rất nhiều. Thái Sơn, Thái Sơn, Lê Văn Đô, rất nhiều khoảng trống cho số 7 bên phía Việt Nam. Quang Huy tài xác định không có lỗi của Sosainit theo pha bóng vừa rồi khi truy cản Lê Văn Đô. Vẫn tiếp tục. Clintel, vẫn là Clintel. Đấy mà số 18 bên phía U22 Lào có tầm hoạt động rất rộng. Sang Vi Lây. Sang Vi Lây là hậu vệ trái của U22 Lào. Anh rất tích cực lên tham gia tấn công ở trận bóng ngày hôm nay. Sự giữa U22 Việt Nam và U22 Lào. Thời tiết tại Campuchia sẽ là một trở ngại rất lớn cho lối chơi tốc độ. Tiếng đập rất tự tin của U22 Lào. Roman Agot. Roman Agot. Chéo bóng. Tác chiến của Ramon Agot rất ấn tượng. Sang Vi Lây sẽ là người thực hiện quả phạt góc này. Một tình huống phạt góc không tốt. Minh Trọng, Minh Trọng tạo ra một tình huống 2-1.
thành công. Thái Nhàn cắt bóng, rồi và dứt điểm trượt của Văn Tùng. Sau đó thì bóng cũng trôi qua tầm kiểm soát của Lê Văn Đồ. Có thể thấy là những phút vừa qua thì hàng phòng ngự của U22 Lào cũng đã để lộ ra nhiều khoảng trống hơn. Đương nhiên rồi, hiệp 2 sẽ là lúc mà thể lực của họ sẽ đi xuống. Và cắt bóng của Thái Sơn. Không được. Và xử lý rất hay của Minh Trọng. Đây là Levado. Đây là Thanh Nhàn. Bóng đã đi hết đường biên dọc. Lúc này thì Thanh Nhàn đã chuyển ra phía bên trái. Quất Văn Khang cùng với Nguyễn Quốc Việt sẽ là những tên được huấn luyện viên Chu Di tung vào sân ở phút tiếp theo của trận đấu này. Thanh Nhàn rời sân để nhường chỗ cho Quốc Việt, cầu thủ thủ biên chế của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Quất Văn Kha của Viettel sẽ vào sân để thay cho Lê Văn Đồ. Như vậy là hai tiền đạo cánh đã rời sân. Quốc Việt và Văn Khang cũng là những cầu thủ có tốc độ và kỹ thuật cực kỳ ấn tượng. Và chúng ta sẽ cùng xem là những phút tiếp theo của trận đấu này, hai cầu thủ vào sân thay người có tạo ra được sự khác biệt bởi nền tảng và thể lực của họ vào lúc này là rất tốt. Rất tự tin đến từ các cầu thủ U22 Lào trong những tình huống phối hợp ở sân nhà. Văn Tùng một quả đá phạt cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Rất đáng tiếc là Lê Văn Đồ đã rời sân. Ai sẽ là người thực hiện tình huống đá phạt trực tiếp này đây? Cự ly rất đẹp. Nếu như còn Lê Văn Đồ ở trên sân thì thực sự sẽ là một cơ hội rất tốt cho đội tuyển của chúng ta có thể nhận được vào trận thứ hai. Thay đổi người bên phía U22 Lào, Saipanya và Song Cha Chan sẽ là những cái tên được tung vào sân. Chính là cầu thủ đã vào sân để thay cho Lê Văn Đồ, Nguyễn Quốc Việt. Quốc Việt rất tuyệt, chính xác, bóng đi vào tràng ngang rất nhiều. Lần đầu chơi tại V-League của mùa giải này thì Quốc Việt cũng đã có bàn thắng trong trận đấu gặp Viettel trên sân vận động Hà Vĩ.
Chantavisay và Damot là hai cầu thủ rời sân bên phía U22 Lào. Cầu thủ số 7 vừa vào sân. Saipanya là cầu thủ cũng đã từng đến Tây Ban Nha để thử việc tại câu lạc bộ hạng nhì Alcorcon. Theo Klein. Quốc Việt có thẻ. Và tất cả các thẻ vàng của trận đấu đều thuộc về các cầu thủ U22 Lào. Đấu trường tiếp nhiệt quá mức cần thiết. Sau Sanit là người phải nhận thẻ vàng. Thứ hai của U22 Lào trong trận đấu ngày hôm nay. Trong hiệp đầu tiên thì cầu thủ mang áo số 4 đó là Chi Phong Phan cũng đã nhận thẻ vàng với một tình huống chống phản công đối với U22 Việt Nam. Tình huống mà số 4 của U22 Lào đã phạm lỗi với Văn Tùng. Tình huống diễn ra ở phút thứ 35. Chắc hơn thì vừa rồi có lẽ là thẻ vàng thứ 3 của U22 Lào trong trận đấu ngày hôm nay. Một cầu thủ nữa đã phải nhận thẻ hiệp 1 đó chính là Victor Sayanat. Cho tới lúc này thì các cầu thủ U22 Lào đang gây ra rất nhiều khó khăn cho chúng ta. Khởi đầu không bao giờ là dễ dàng cả. Vậy thì U22 Lào đã rất quyết tâm để có thể là lần đầu tiên có một điểm số trước Việt Nam tại một kỳ SEA Games. 9 lần đối đầu trước đây họ đều thua. Tới 37 bàn thua và chỉ ghi được vỏn vẹn có 6 bàn. Trần Quang Thịnh quay để hàng tiền vệ Lê Văn Đô cũng vào sân ở hiệp thứ hai để thay cho Đức Phú. Phan Tuấn Tài Nguyễn Trọng tương đối rời rạc của các cầu thủ U22 Việt Nam. Với biệt vị của Romaragot. Thank you.
cầu thủ người Nga vẫn đang trên hành trình tìm kiếm bàn thắng thứ hai trong trận đấu ra quân tại SEA Games lần này. Minh Trọng, Minh Trọng tạt bóng, nếu tạt bóng sớm nguy hiểm đến từ Minh Trọng hướng tới những Trịnh Văn Tùng. Nhưng một lần nữa thì số 4 Sư Sông Phan của U22 Lào lại có cú cản phá xuất sắc. Phút thứ 70 và tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về U22 Việt Nam. Công đến Thái Sơn, một pha băng ra rất hợp lý của thủ thành Solasak. Lúc này thì U22 Lào vẫn đang rất cố gắng nỗ lực để đi tìm kiếm bàn thắng sau bàn tỷ số. Khá hay, tạt bóng, phạt góc cho cầu thủ U22 Lào. Tình huống băng về lăn xả của Hùng Công đến. Quá bẩm khi thì thiếu đi độ chuẩn xác. Đến từ Sang Vi này, Sanit, cầu thủ sinh năm 2004, là đến 19 tuổi, rất trẻ. Đúng là ngày hôm nay thì rất nhiều những pha mộ của Việt Nam không nghĩ rằng chúng ta sẽ vất vả như thế này trước U22 nào. Nhưng những nhà chuyên môn trong đó cũng đã nhận định được trước khoảng cách giữa bóng đá Lào và bóng đá Việt Nam. Phần nào đó cũng đã được thu hẹp khoảng cách khi mà nước bạn cũng đã đầu tư rất nhiều vào bóng đá trẻ trong những năm gần đây, và thành tích ở các cấp độ bóng đá trẻ của Lào cũng đã có những thành tựu nhất định. Sang
nhưng có lẽ là đã có lỗi việt vị. Nhưng trong pha bóng vừa rồi, cầu thủ ở trên vị trí việt vị đó là Johnny đã không tham gia tình huống. Công đến rất thoáng, đã hay, không được, có lỗi biệt thị rồi. Lỗi biệt thị của Quốc Văn Khang. Những thay đổi người tiếp theo, cầu thủ vào sân đó là Đinh Sơn Tiến, cầu thủ thủ biên chế của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Về sân đó là Vũ Văn Tùng. Tốt hơn nữa cho các cầu thủ U22 Việt Nam trong trận đấu này. Thì cuối cùng cho tới thời điểm hiện tại là một trận đấu vô cùng khó khăn. Thực tế nếu như không có sự may mắn của xà ngang thì tỷ số đã là 1-1. Thái Sơn. Mùa giải V-League năm ngoái năm 2022, Thái Sơn đã có 2 bàn thắng cho đội bóng Phú Thành và lưới của câu lạc bộ Hà Nội và Copeland Bình Định. Nhưng không đến đã bị phạm lỗi. Thoáng phần đường và chuyển bóng rất thiếu cảm giác của Đinh Sơn Tiến thì vừa mới vào sân ít phút. Mạnh của Phan Công Phan.
còn khoảng hơn 10 phút nữa và những nỗ lực của U22 Lào. Và đương nhiên tỷ số 1-0 sẽ không làm hài lòng các cầu thủ của U22 Việt Nam. Thì rõ ràng hành trình đi tìm kiếm bàn thắng thứ hai của chúng ta là rất vất vả. Đây là đội trưởng của U22 Lào. Sao đây là một tài năng trẻ của bóng đá Lào. Anh còn rất trẻ, năm nay mới 19 tuổi. Không ngẫu nhiên anh được đeo tấm bằng đội trưởng của U22 Lào ở trận đấu lần này. Sự tin tưởng tuyệt đối của huấn luyện viên Santos. Đây là theo Clint, không được. Tận bóng là trọng tài. Rất văn khang. Đinh Xuân Tiến, Thái Sơn, tạt bóng, thủ vừa tạt bóng ra Đức Phú, Huỳnh Công đến, Xuân Tiến mất bóng rồi. Xuân Tiến đang chơi không tốt nhưng cả khi được tung vào sân đấy cũng được chuyển bóng lỗi và vừa rồi là những mất bóng rất vô duyên của số 10 bên phía U22 Việt Nam theo Clint. Ban Tuấn Tài ngày hôm nay vẫn đang chơi tròn vai ở vị trí trung vệ bạch trái trong sơ đồ 3-4-3 đáng lượng của U22 Việt Nam. Rất may là điểm đến không phải là một cầu thủ áo trắng. Chậm chãi. Cái tư. Của các cầu thủ U22 Lào. Thời điểm này thì họ đã phải nhận tới 3 thẻ vàng. Lương Duy Cường đã bị chuột rút. Và dẫm vào chân rất nguy hiểm đối với Johnny. Agot có thể hình được thể lực
rất ấn tượng của U22 Lào. Lúc này thì Roman Agut đã rời sân. Cao. Thời gian thi đấu không còn nhiều nữa và họ vẫn đang rất hy vọng vào bàn thắng sau bàn tỷ số. Theo Klin, thủ chơi cực kỳ nổi bật bên phía U22 là không phải đấy này. Lúc này thì U22 Việt Nam đã hết quyền thay người. Năm cầu thủ đã vào sân trong trận đấu ngày hôm nay, đó là Quang Thịnh, Quốc Văn Khang, Huỳnh Công Đến, Nguyễn Quốc Việt và Đinh Xuân Tiến. Góc quay là Huỳnh Duy Cường, không phải là một chấn thương nặng, anh chỉ bị trượt chút thôi. Nhưng thể trạng của anh ở những phút thi đấu tiếp theo sẽ là rất khó khăn nếu bị một áp lực và cường độ cao đến từ các tiền đạo bên phía U22 Lào. Thành công của Phan Tuấn Tài, và lúc này thì Tuấn Tài cũng đã bị chuẩn rút rồi. Có thể nhìn thấy là nền tảng thể lực của các cầu thủ Lào tốt tới như thế nào thì họ vẫn đang chơi với một cường độ rất cao. Xong xa đít, tạt bóng. Không có lỗi của các cầu thủ U22 Lào. Johnny, đó là Johnny. Sang Vilay, tạt bóng. Không được. Tình huống cực kỳ khó khăn là vòng ngự của U22 Việt Nam. Quá bất ngờ với các thủ Lào trong trận đấu ngày hôm nay. Rồi, không vào. Quá may mắn cho đội tuyển của chúng ta. Đúng là không thể nhận ra 22 Lào trong trận đấu ngày hôm nay. Xuyết chút nữa thì cầu thủ vào sân thay người đó là Sapaia đã có bàn thắng sau bàn tỷ số 1-1. Và Đệm Lòng ở cũng rất gần đúng vị trí của Quang Văn Chuẩn. Chắc chắn là sau trận đấu này sẽ còn rất nhiều những nỗi lo cho đội tuyển của chúng ta. Quang Văn Chuẩn đã đổ máu. Thực tế là quan sát pha bóng mà thủ thành của chúng ta đã băng ra, có lẽ nhiều trọng tài sẽ thổi phạt. Quang Văn Chuẩn đang rất đau. Liên tiếp là những phút cực kỳ sóng gió trước khung thành của U22 Việt Nam. Duy Cường, Phan Tuấn Tài lần lượt đã bị chuột rút. Good, good.
chạm phạt thủ của Quang Văn Chuẩn. Thể lực của Lương Duy Cường đã rất xuống rồi, có 5 phút bù giờ. Quá nhiều vất vả trong trận đấu ra quân của U22 Việt Nam tại SEA Games năm nay. Ta có thể nhìn thấy nét mặt rất lo lắng của các cổ động viên Việt Nam. Ba ngày thôi, sau đó sẽ bước vào trận đấu gặp U22 Singapore và đó là trận đấu diễn ra vào khung giờ 14 giờ. Ôi, đối mặt. Một ngày mà thủ thành bên phía U22 Lào đó là Solasak đã chơi rất xuất sắc. Những tình huống ra vào cực kỳ hợp lý của thủ môn bên phía U22 Lào đã khiến cho những pha phản công của Việt Nam rất nguy hiểm. Minh Trọng, Phất Văn Khang, Đăng Lao, những lần dâng cao của U22 Lào và họ có phải nhận bàn thua thứ hai. Quá nhiều khoảng trống để cho chúng ta khai thác. Phất Văn Khang chuyền bóng và Quốc Việt là người định đóng ghi bàn. Hai cầu thủ tiền đạo cánh đã vào sân thay người, tạo ra bàn thắng thứ hai cho đội tuyển U22 Việt Nam. Và cũng xem lại bàn thắng này, không có lỗi việt vị của Phất Văn Khang, mà là bóng rất hay và pha dứt điểm của Quốc Việt cực kỳ gọn gàng. Và xem lại bàn thắng này, rất lừa bạn. Lúc này thì đương nhiên thủ thành Solasak không thể làm gì hơn. Sau những phút sóng gió thì đội tuyển U22 Việt Nam đã có bàn thắng thứ hai. Lúc này có thể khẳng định là 3 điểm trong trận đấu ngày ra quân đã thuộc về chúng ta. Hai bàn thắng được ghi rất cách nhau. Một bàn thắng ở đầu trận đấu và một bàn thắng ở cuối trận đấu này. Sẽ còn khoảng 2 phút bù giờ nữa cho hiệp thi đấu thứ hai. Với kết quả này thì Thái Lan vẫn tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng khi họ cùng có 3 điểm, cùng có hiệu số là dương 2. Cùng số bàn thắng của Thái Lan ghi được vào lúc này là nhiều hơn chúng ta. Họ ghi được 3 bàn, trong khi đó thì Việt Nam ghi được 2 bàn. Chắc chắn trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ là một trận đấu vô cùng đáng xem. Trận đấu sẽ được diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 11 tháng 5. Tất cả các trận đấu của bộ môn bóng đá nam tại SEA Games này sẽ được chúng tôi tường thuật trực tiếp trên kênh On Football. Và các bạn đừng quên, trong các trận đấu của Việt Nam sẽ có những chương trình bình luận trước, giữa và sau trận đấu. Thì ngay sau trận đấu này thôi thì chúng tôi vẫn còn chương trình bình luận. Bù giờ cuối cùng rồi. Ở vòng thi đấu thứ hai thì các thủ Lào sẽ đối đầu với U22 Malaysia và là một đối thủ được đánh giá mạnh ở vòng đấu này.
sau Salit. Thể lực của cao thủ Lào xuống rất nhiều rồi. Lúc này tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài người Campuchia. Osaya cũng đã vang lên. Kết quả cuối cùng 2-0 nghiêng về các cầu thủ U22 Việt Nam. Một chiến thắng vô cùng vất vả. Có lẽ chưa bao giờ. Xuống thế anh chị hét căng quá. Điểm hết rồi kìa. Chúc mừng anh. Sao được về rồi? Anh mở được cái cửa ở ban công này. Từ đây cũng mở được. Thì sáng chiều nay mở mãi đâu được. Phải clean. Game. Thank you.
Không tắt được máy. Tạm biệt anh em. Em lên đường. Thế thì bây giờ làm kéo nào để xách được cả cái chân máy về cho tiên đi xe máy này. Cho rớt máy đằng trước. Kẹp ở giữa hai đùi. Trước
trước đi công à, trước mà tự đi từ nách ra VF quay tao phải tự kẹp đùi làm cái bài sách cho tự anh để ngang không thì anh kẹp vào điên à kẹp nó dựng thẳng đúng rồi nhớ tự dưng nhớ lại những ngày tháng một mình chinh chiến tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam trước khi nghỉ đến trước khi nghỉ đúng kiểu nách không có ai làm nữa luôn.
dạo này tự dưng máy em lại không gọi được Zalo trên máy tính nhỉ? Cái gì nhỉ? Qua hỏi cái gì thì nhớ ra là mùng 3 tháng 6 tức cái ngày UCM mình là hôm đấy nó đi thi dưới Nam Định. Và nó thi mùng 1, mùng 2, mùng 3 hay là mùng 2, mùng 3, mùng 4 gì đấy, đại khái là 3 ngày liên tiếp. Nên là hôm đấy nó sẽ không về được. Đó. Chơi ngày dỗ. Đâu bảo không chơi ngày dỗ. Đây, để tí xem mùng 2 ngày bao nhiêu. Mùng 2 tháng 4 âm à? Đó ngày 20, 20 từ 20 cũng hơi khó đấy nhá. 20 như nó đi thi. Nó sẽ thi 20, 21 với cả mùng 1, mùng 2, mùng 3, à đâu, mùng 2, mùng 3, mùng 4 tháng 6. Nên là mùng 2 của U là nó cũng đi thi ấy. Nó đi xong thì phải đến giữa tháng 6. Tháng 3 này thì nó bận đúng không? Tháng 3 này nó có nhà. Tháng 3 con bận. À thế. Con sẽ bận đến ngày 28 tháng 3 âm. Đến ngày 29 tháng 3 thì là hết bận rồi. Mùng 2, mùng 3 tháng 4 âm đấy. Đó, với cả ngày... Để lại. Có cái đây không? Đây lịch thi ngày 20 21 tháng 5 là vào mùng 2 mùng 3 tháng 4, mùng 2 mùng 3 mùng 4 tháng 6 là vào ngày 15 16 17. Thế thì
Nó thi nó sẽ phải xuống Nam Định nó thi. Nếu không có gì thay đổi thì là ngày 25 tháng 5 tức mùng 7 tháng 4 tức sinh nhật U thì nó sẽ xuống. Hôm qua hẹn rồi. Hôm nay nó cũng không thi thì với cả trong tuần thì con gọi nó xuống rồi. Anh em tháng 5 tính ra ngày hoàng đạo đấy, đùa đâu. Ngày 5 tháng 5 nhưng mà hôm đấy là vào mùng 7. Mùng 7 là người ta bảo chớ đi mùng 7, chớ rồi nó sẽ đi 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 chơi đi Việt, nên là cái ngày đấy nó không phải xấu không nên nhà nó. Mùng 5 14 23 thôi, còn cả mùng 7 nữa, thằng nợ thế. Với cả cũng không phải lần đầu nó xuống đâu. Cái ngày đấy hôm nào nó không đi thì lên vậy. Thế thì để con hẹn lại nó mùng 6 nhá. Ủa, đang bảo nó gọi nó xuống nhà cơ mà. Đảm bảo là gọi xuống nhà để ăn xiên u cơ mà. Đấy, thì hẹn nó ngày 25 để xuống ăn xiên u thôi. Thì hẹn rồi. Thi. Thi thì nó sẽ xuống Nam Định thi, xong rồi ở đấy luôn để hôm sau thi tiếp. Thi của nó cũng dày lắm cơ. Thi 3 ngày không có về thì. Nó thi 2 ngày không có về. Ý là mẹ đang nói mày lên nhà nó, lên nhà nó. Thì U cứ xem lại ngày khác đi. Ừ, mai để mẹ xem lại. Là cái ngày 16 là ngày đẹp, thế mà nó lại nhảy à? Nó đi thi phải chịu thôi. Ờ, thế. Đấy, báo để vui xem lại ngày. Rồi, ngày mai mình xem lại ngày. Thì xong còn đỡ bận thôi, cũng chả hết được bận. Tầm tháng 6 thì nó làm gì đấy? Báo cáo 6 tháng đầu năm. Mọi năm nó mất khoảng 1 tháng. Nhưng mà thôi kệ cho nó tự sắp xếp. Quà cho someone. Thôi, someone với mẹ, đừng có someone. Thế thì somebody đúng không? Cái này làm gì? Sao mắc đi mà ngủ ở đây? Nhà có là không ngủ, ngủ ở đây làm gì? Dạ. Trong đóng thùng rồi. Trong thùng cái thùng nào đấy tên là túi giấy ấy. Trong góc, nhìn cái thùng nào cao cao trong góc. Thôi bây giờ đóng thùng rồi, tự dưng lôi ra làm gì? Đóng thùng niêm phong hết lại rồi. Giờ phải gỡ ra.
Cần gì phải cắt? Thì mẹ cắt đi, báo giá thôi, anh không về trả tiền à? Tối ta đi nha, mai mẹ xem lại người bà nha. Rồi đấy, vui xem. Mẹ đến con mẹ xong rồi rồi. Ê, cái hộp thế nào đi? Em cười cười á, đi có mẹ ba con mẹ không? Chứ sao lại? Thôi để lại cái dấu ấn, quan trọng gì? Báo đã rồi. Cồn ở lý rồi này. Hên xui. Là sao mà không? Thế là sao Zalo có đứa gọi được nhỉ? À thế? Trên máy tính. À sao trên máy tính không gọi được luôn, chỉ gọi lên laptop thôi. Không, ngày trước là máy này vẫn gọi bình thường mà. Đấy là sao luôn. Đang ở tốt nên đầm vị thế đúng không? Những người tốt thì hay vẫn nản đúng không?